Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người bộ module học lệnh Royap 345 4 chế độ sử dụng nguồn 12VDC có nút nhấn và tay phát để thiết lập điều khiển đóng cắt relay 12V theo nhiều chế độ khác nhau. 5 cổng connector để kết nối với nguồn và các cổng ra relay. Nếu bạn điều khiển tải 12VDC như led thanh, khóa điện, có thể tham khảo cách kết nối này. Nếu điều khiển thiết bị điện 220V, hãy tham khảo cách kết nối này. Phần hướng dẫn học lệnh, các bạn có thể dừng lại để xem rõ hơn. Đầu tiên, mình sẽ thử chế độ 1, học lệnh nhả. Ở đây, mình kết nối với nguồn 12V, sử dụng bật tắt led thanh 12V luôn. Nhấn nút nhấn một lần, sau đó nhấn tay phát để lưu chế độ vừa học. Led đỏ nháy liên tục là đã thành công. Đây là chế độ bạn phải giữ tay phát để bật. Để xóa lệnh vừa học, nhấn nút nhấn 8 lần liên tiếp, led đỏ nháy liên tục là đã xóa thành công, tay phát sẽ không thể điều khiển được nữa. Chế độ 2, học lệnh giữ. Tương tự, bạn nhấn nút nhấn 2 lần, sau đó nhấn nút tay phát để lưu chế độ vừa học, led đỏ nháy là đã học thành công. Chế độ on off trên cùng một nút nhấn mà không phải giữ tay. Khi bạn ngắt nguồn ra, sau đó cắm nguồn lại, chế độ vẫn được lưu nhớ trên module. Và cũng nhấn nút 8 lần liên tiếp để xóa chế độ vừa học. Led đỏ nháy là đã xóa thành công. Chế độ 3, nhấn nút nhấn 3 lần sẽ được dùng cho tay phát 2 kênh. Khi đó, hai chế độ 1 và 2 sẽ đều được tích hợp trên từng kênh của tay phát 2 kênh đó. Mình sẽ chuyển qua chế độ 4 luôn, một chế độ khá hay của bộ module này. Nhấn nút nhấn 4 lần và chuyển sang tay phát để lưu nhớ chế độ. Lúc này, relay sẽ đóng và tự ngắt sau 5 giây. Bạn cũng có thể ngắt khi chưa hết 5 giây. Chế độ khá phù hợp nếu bạn muốn kết hợp với khóa điện trong một sản phẩm khóa cửa. Tương tự chế độ 4 là chế độ 5 nhưng thời gian delay sẽ lên đến 10 giây. Bạn cần nhấn 5 lần liên tiếp ở nút nhấn. Và cũng có thể ngắt khi chưa hết 10 giây. Chế độ 15 giây cũng tương tự như vậy nhé. Hướng dẫn cuối cùng là mã hóa tay phát để tăng tính bảo mật. Ta vẫn cần xóa lệnh cũ đi. Bạn có thể tháo tay phát ra
mã hóa các pin theo ý muốn riêng của mình sao cho không trùng với các tay phát khác. Ta thử nhấn 2 lần để bước vào chế độ 2. Khi bạn nhấn nút trên tay phát, nét đỏ nháy liên tục là module sẽ chỉ lưu nhớ tín hiệu trên tay phát của bạn cài đặt. Yên tâm là các tay phát khác sẽ không thể mở được relay. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm trên trang web. Hoặc liên hệ với fanpage sản phẩm Smart Home của chúng mình để được tư vấn thêm nhiều sản phẩm mới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.